Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2016, lễ thánh Alberto Cả, giám mục tiến sĩ. Thứ ba, tuần thứ 33 thường niên. Trích kết khải huyền của thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng: hãy viết cho thiên thần giáo đoàn Sardê rằng: đây là lời đấng có bảy thần linh Thiên Chúa và bảy ngôi sao. Ta biết các việc của ngươi làm. Ngươi có tiếng là đang sống, nhưng ngươi đã chết. Hãy lo tỉnh dậy, hãy bồi dưỡng chút sinh khí sắp tàn, vì ta không thấy các việc ngươi làm trọng hảo trước mặt Thiên Chúa ta. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã đón nhận và nghe lời Chúa thế nào. Hãy giữ lấy lời ấy và hãy ăn năn hối cải. Vì nếu ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến với ngươi như một kẻ trộm. Ngươi sẽ không biết giờ nào ta sẽ bất chợt đến cùng ngươi. Nhưng tại Sardê, ngươi có một số người đã làm dơ bẩn áo của họ, và họ sẽ thắp tùng ta trong bộ áo trắng của họ vì họ xứng đáng. Như vậy kẻ chiến thắng sẽ mặc áo trắng, và ta sẽ không xóa bỏ tên người ấy khỏi sách hằng sống. Và ta sẽ tuyên danh người ấy trước mặt cha ta và các thiên thần người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần linh phán với các giáo đoàn. Hãy viết cho giáo đoàn Laodicea rằng: đây là lời của Amen, chứng nhân trung thực, nguyên thủy công trình sáng thế của Thiên Chúa. Ta biết các việc làm của ngươi, ngươi không lạnh mà cũng không nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn đi, bởi vì ngươi hâm hẩm, không lạnh không nóng, nên ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Bởi vì ngươi nói rằng: tôi giàu có, tôi sung túc, tôi không thiếu thốn gì nữa. Bởi vì ngươi không biết rằng thực ra ngươi vô phúc, đáng thương, nghèo khó, đuôi mù và trần trụi. Vậy ngươi hãy nghe lời ta khuyên bảo: hãy mua vàng ròng mà làm giàu, mua áo trắng tinh mà mặc, hầu che giấu sự trần trụi xấu hổ của ngươi. Hãy mua thuốc nhỏ vào mắt, cho mắt ngươi được sáng. Ta răn bảo và rửa dạy những kẻ ta yêu thương. Vậy hãy sốt sắng hơn lên và hối cải đi. Này, ta đứng ngoài cửa, ta gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho ta, ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta, cũng như ta đã chiến thắng và ngự với cha ta trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần linh phán với các giáo đoàn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Ai chiến thắng, ta sẽ ngồi, cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu không. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người không làm hại bang đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đưa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kệ đó thì muôn đời chẳng có lung lay. Ai chiến thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai của ta. Alleluia, Alleluia. Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rồi các con đã gần đến. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó.
Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy mọi người xầm xì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa Giêsu đến tìm và cứu vớt những người tội lỗi. Trước tình thương của Chúa, ta hãy hoán cải cách thật lòng và quảng đại như ông Gia-kêu. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cuộc hoán cải của ông Gia-kêu cho con hiểu được phần nào trái tim Chúa giàu lòng thương xót. Chúa đã đến để tìm cứu vớt chúng con là kẻ tội lỗi. Ai cũng nghĩ rằng kẻ có tội thì đáng lên án, đáng trừng phạt và khai trừ. Nhưng khi con phạm tội, Chúa đã tha thứ thay vì kết án. Chúa đi tìm thay vì xua đuổi. Chúa không ngần ngại lại gần con thay vì làm ngơ hoặc xa tránh. Chúa đến để nâng con dậy thay vì nhận chìm cuộc đời con. Chính Chúa lên tiếng gọi tên con trước khi con thốt ra được một lời tạ tội. Chúa không phải là Thiên Chúa thích báo oán, nhưng là Thiên Chúa của tình thương. Chúa yêu thương con khi con đang là tội nhân. Lạy Chúa, xin cho con được như ông Gia-kêu cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho con. Xin cho đôi mắt con nhận ra ánh sáng trìu mến Chúa đang nhìn đến con. Xin cho con bước chân. Xin cho bước chân con vội vàng chạy đến cùng Chúa. Xin cho lòng con mở ra và vui mừng đón rước Chúa. Xin cho ý chí con được quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời. Xin cho đôi tay con rộng mở để biết sống công bằng và chia sẻ cách quảng đại vui lòng. Lạy Chúa, một lần gặp gỡ Chúa là thực sự là một biến cố làm chuyển hướng cuộc đời ông Gia-kêu. Một cuộc đời đã mất nhưng đã được Chúa tìm thấy. Một cuộc đời đã chìm ngập nhưng đã được Chúa cứu vớt. Con đã nhiều lần ở sát bên Chúa nhưng có thể chưa một lần gặp gỡ thực sự. Xin cho con được gặp Chúa để từ nay chuyển hướng cuộc đời theo dấu chân Chúa. Dù nhà linh hồn con tội lỗi bất xứng, xin Chúa dũ lòng thương đến trọ và ở lại luôn mãi. Xin giúp con luôn sống trong niềm vui của ơn cứu độ. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Xuống núi. Có hai vị thiền sư vừa xuống núi. Họ đi vào trong một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua ngã tư lầy lội được. Lập tức, một trong hai vị thiền sư đến bồng người thiếu nữ trên tay và đưa qua đường. Vị sư khác lấy làm khó chịu nên không mở miệng nói với bạn mình một lời. Mãi một lúc sau không còn nhìn được nữa, ông ta mới lên tiếng: "Chúng ta là người tu hành, không được phép gần đàn bà, nhất là những cô gái đẹp. Sao anh là bồng đàn bà trên tay?" Vị sư đã bồng người thiếu nữ trên tay, mỉm cười đáp: "Tôi đã bỏ cô ta tại chỗ rồi, còn anh sao cứ mãi mang cô ta tới đây?" Chúa Giêsu đã nói: "Chính từ lòng người mới xuất phát mọi tội ác." Sự hoán cải đích thực chính là hoán cải nội tâm. Tất cả những thực hành đạo đức bên ngoài, nếu không đi cùng một ý hướng ngay lành, một tâm hồn sám hối thực sự, thì chỉ là trò giả hình. Bài trích sức lạ sống.